Rồi, hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Buổi chiều hôm nay mình đi bảy khu nha, khu đất nha các bạn. Thì đầu dây gieo dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, dồi dào sức khỏe, cái gì cũng giữ gìn sức khỏe các bạn ơi. Mùa dịch này cũng còn nhiều lắm nha các bạn. Giữ gìn sức khỏe cho có sức khỏe đừng sống tốt các bạn ơi. Có sức khỏe là có tất cả nha các bạn. Thì vậy xin chúc sức khỏe các cô chú dồi dào. Rồi đầu video vậy cũng biết xin chúc vậy thôi chứ không biết chúc gì hơn. Ngoài ra cái sức khỏe các cô chú anh chị ơi và các bạn. Rồi hôm nay mình đi quánh cu đất. Đi có một mình à. Buổi chiều hôm nay lại cái miếng ruộng này xới hết rồi các bạn ơi, mình chải quýnh đại luôn nha. Đây mình quay cho các bạn xem. Dứt luôn các bạn ơi. Một em à, bây giờ em kia đi rồi, dứt luôn các bạn. Ơi, em chim chiền à, mới ra cồn mà đó, chim chiền á các bạn. Con các bạn ơi.
bạn ơi, bữa nay mới bắt dính em cua sẩy nha các bạn. Nè, cua này hổm mình đuổi nè các bạn, thấy chưa? Nè, bữa nay mới bắt dính nó nè, còm tới ót luôn nè, thấy không? Các bạn thấy chưa? Còm nè, tới đây luôn nè, nè, tới chỗ này luôn nha các bạn, nè, còm lên tới ót luôn nha. Quá trời còm, cua đẹp, đây nè các bạn. Đó, đây một cặp nó cáp với con mái nè, con này nó cáp với con mái nè, các bạn thấy không? Đây con mái nè, đó, cáp luôn nè các bạn, con này con trống nè, nó cáp với con mái nè, đó, con này con mái nè, chắc chắn luôn nha các bạn. Ảnh đi mà mình biết ảnh đi cặp mà nè, con này con trống nè các bạn ơi, đó, quá đã nha, bữa nay mới bắt dính đó nha các bạn. Các bạn ơi, con nha, con ngoại con đẹp lắm rồi các bạn, nó đang rớt ngoại kìa, mình không dám quay nha các bạn, mình không dám nói nhiều nha, thôi mình vô lòng nha các bạn, ngoại còn con nha các bạn ơi, nó ra ngay lưới. Rồi, chim này cũng chim sảy. Chim này chim sảy luôn. Chim sảy quá trời. Chim thả, chim sảy gì đâu các bạn ơi, cái nè. Ta bị Covid hay gì là thả hết nè. Nè, đó. Con này cũng tương đối thôi. Con này con trống chắc luôn nha các bạn. Chim này chim trống chắc 100% luôn. Đó. Giò nè.
À, thấy không? Đỏ ao luôn. À, chim này coi cũng được thôi. Chim này chắc cũng mới thả hay gì, mới sảy gì nè các bạn ơi. Rồi, vô go. Rồi, cái máy của mình nó cũng hết pin rồi nha các bạn. Thôi để chiều mình quay thành quả cho các bạn xem. Máy nó muốn hết pin rồi. Các bạn ơi, chuyển cái đám mưa coi nè, quá chí rồi nha các bạn. Thôi để mình cuốn lưới về các bạn ơi, để mình quay thành quả xong. Hả? À, thành quả mình bữa nay được 5 con rồi nha các bạn. 6 con. 6 con các bạn ơi. Đó. 6 con rồi các bạn ơi. À, con cu cũng được không à nha các bạn. Đó, được không à. 6 con các bạn ơi. Quá trời cái đám mưa rồi coi nè. Để mình quay cho các bạn xem đó, chuyển coi nè. Quá chí rồi các bạn ơi. Quá rồi, hết nói rồi, tối trời tối đất hết luôn. Thôi à, mình cũng xin kết thúc video đây luôn nha các bạn ơi. Nếu các bạn xem video của mình, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Cho mình một like nha, một đăng ký kênh để nhận được video tiếp theo nha các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn thôi mưa rồi. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.